Xin chào tất cả các quý vị và quý khách của website bán hàng trực tuyến asan.vn. Tôi là Tú. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở hộp các bạn một cái món đồ chơi rất là phù hợp với các bé mà trên 6 tuổi. Các bé rất là thích những cái mẫu đồ chơi RC. Trên tay tôi là cái chiếc xe múc đất, xúc đất. Nó là điều khiển, tất cả điều khiển bằng RC. Giới thiệu cái món đồ chơi này, cái cách đóng hộp và quy cách ha. Các bạn thấy trong hộp này nó có một cái xe, một cái điều khiển, cái xe xúc đất, cái điều khiển, cái hộp như vậy. Các bạn thấy trong thấy cái hộp, bạn sẽ thấy ở đây nó có xe điều khiển, là đèn và nhạc. Khi mà mở lên thì nó vừa xúc được đất mà nó vừa có đèn có nhạc cho các bé, rất là hấp dẫn. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp. Đây, tôi sẽ mở các bạn coi. Các bạn xem chúng ta có những gì nhé. Rồi, đây là một chiếc xe múc đất bằng nhựa, vật liệu nó bằng nhựa nha các bạn. Tuy nhiên là khá là chắc chắn, xích xe là bằng loại cao su, lấy đèn nha các bạn, lấy đèn. Và thiết kế trên này nó có những cái chi tiết khá là giống thật. Đây là cái dây bằng cao su. Cái này nó bằng nhựa nha các bạn, người ta mạ chrome như đó thôi. Nó có thể quay qua quay lại được. Và tất nhiên là nó sẽ xúc được. Chút xíu nữa tôi sẽ bỏ pin và tôi sẽ làm cho các nó chạy cho các bạn coi. Rồi, ở đây chúng ta có một cái điều khiển RC. RC. Tôi sẽ gắn lên đây. Ok. Đây chúng ta cần hai cục pin nhé. Có sẵn một bốn viên pin. Viên pin này là viên pin sạc nha các bạn, viên pin sạc. Chúng ta sẽ dùng viên pin này để cho cái xe điều khiển này. Đồng thời nó còn có kèm thêm một cái cục pin pin này dùng để cho điều khiển. Chúng ta bỏ vào đây. Ok. Sạc. Rồi, tiếp theo. Ở đây nó có một cái adapter. Adapter này dùng để sạc pin cho cái những viên pin này. Khi mà mình chơi mà nó bị hết pin đó, thì mình sử dụng cái này. Cắm vô thì cắt rất là đơn giản các bạn. Rồi mình cắm sạc thôi. Ok. Rồi tôi sẽ thay pin cho cái xe này. Cách mở ra rất đơn giản nhé các bạn. Ở đây nó không có ốc gì hết, nó chỉ cần có hai cái khóa mình gạt xuống là được. Đây. Đây nó có một cái mấu. Đây, mấu, chúng ta sẽ mấu vào đây. Rồi, chúng ta bỏ cẩn thận chút xíu cho nó gọn. Ở đây nó có cái phím mở và tắt on off.
tôi sẽ dẹp bớt cái này cho nó gọn nha các bạn. Tiếp theo tôi xin khởi động cái xe cho nó chạy ha các bạn. Ở đây nó có một cái công tắc, chúng ta bật qua. Rồi, ở đây nó cũng có một cái phím on off, chúng ta bấm vô. Bấm vô là on, nhả ra là off. Khi chạy chúng ta sẽ thấy một cái nhạc giống là khá là giống ở trong cái công trường. Cái xe này nè có tính năng là nó chạy tới, chạy lùi, chạy quay vòng đi và quay vòng ngược lại. Nó có khả năng múc đất và xoay đến nơi khác để đổ đất. Tất nhiên là nó giống, hình thức của nó thì giống y hệt một chiếc xe công trình. Phía bên ngoài thị trường, phía ngoài công trình họ xây dựng á, thì thực ra nó cũng mô phỏng theo cái tất cả những cái chi tiết của những cái chiếc xe đó. Cái điều nó sẽ thiết kế phù hợp để cho các bé nó chơi. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi buổi demo của tôi về cái sản phẩm. Để cần mua cái sản phẩm, cái xe công trình này, các bạn có thể truy cập vào website www.asen.vn, sau đó đánh mã xe công trình hoặc mã số của nó là XCT. Trên website của chúng tôi có cái phần hồ sơ rất là chính xác, quý vị chỉ cần gõ xe công trình hoặc là XCT, hoặc là trong website nó còn sẽ có những cái cây phân mục, bạn vào phần đồ chơi nó sẽ có cái xe công trình như vậy. Và bạn có thể tiến hành đặt hàng, chúng tôi giao hàng tận nơi. Phí ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi free ship, còn ngoại thành chúng tôi ship hàng toàn quốc. Tuy nhiên sẽ tùy từng khu vực, chúng tôi sẽ có cái mức phí ship riêng. Và chúng tôi nhận giao hàng tận nhà, các bạn kiểm tra, sau đó chúng tôi mới thu tiền. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Rồi, cảm ơn các bạn. We'll be right back.